mắc lại làm gì mà phải gọi nữa nè bạn. DC60 Kubota quá dở. Đời đời cũ luôn rồi. Rồi bây giờ là tới 90 thì gì rồi. Này mắc lại rồi, nó cầu cứu rồi là mấy kêu máy kéo là kéo. DC70 Kubota giải cứu DC60. DC60 bị mắc kẹt rồi ơi. Đúng rồi. DC60 đang lên, DC60 đang lên, nó bánh năng nè, bánh xích nè, xích nó lên nè, nó mắc lại hơn nửa bánh luôn, nó xịn lú ra kìa, đó, đó rồi xong giải cứu thành công các bạn, giải cứu DC60 thành công nha, đó thằng DC70 phía sau nó kéo thằng DC60 đó, quá hay, xong rồi đó, giải cứu xong rồi đó. À, giải cứu mà không nó kéo là nó kéo đi luôn à. Rồi xong giải cứu thành công. DC70 vừa giải cứu xong, bây giờ đi cắt tiếp bạn ơi. Một lúc nữa xong rồi. Xong cái khu này luôn, hết trơn luôn. Xuống tới giường dưới coi. Chạy dưới kìa, chuột chạy dưới gì kìa. Chí cùng các bạn, chí cùng á, còn hai con, hai chí cùng, chí cùng. Pin này con hai. Con nào không? Đi ngay sau đó gom đi.